môi đỏ, mùi hương làm anh chú ý mong ai đó là niềm công cùng mascara. Hôm nay nụ phước thứ 6-13 rồi giúp anh một năm đi này, bởi vì tim anh đang là nhịp. Đừng công thân thể em làm anh thở không kịp, đầu hướng bắc phần còn lại hướng nam. Nếu mấy kỳ anh là kẻ tham lam, anh đã còn nghiện em là chất kích thích. Đêm nay sự sáng kỳ lên như trận sân khấu. Nếu em là mơ anh mới chìm vào giấc ngủ. Nếu anh là nhà thơ vậy em chưa bao giờ là đồ. Chờ pin phía sau chưa biết chờ ai đang thừa đến ba chỗ. Hỏi thêm các bạn em nghĩ sở trường của anh là piano. Em nói em sợ trai bắt không sao anh sẽ nói từ tiếng Sài Gòn. Em nghĩ anh đùa em chấp ra cái tuổi thanh xuân. Thôi đùa em vì không thích con đơn.